Xin chào mọi người. Em Thủy quay cho mọi người cây nhựu đỏ ăn quả hàng nhập Trung nha các bác nhá. Cây này nhà em là hàng dâm ủng, đã ra lá rất là xanh tốt, bác nhìn rất là xanh tốt này. Nhựu đỏ ăn quả là lựu gì? Đây là một giống lựu nhập từ bên Trung Quốc về. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ. Quả khi nó chín thì rất là to. Vừa làm cảnh, vừa ăn được quả, vừa là cây phong thủy, vừa là cây ăn quả, vừa làm cảnh nha các bác nhá. Bác nào đang chuẩn bị về nhà mới, mình cần một set up một vài cây thì các bác nhớ là có thể trồng cây lựu này. Cây lựu rất là phù hợp cho bác nào về nhà mới nhá, bởi vì nó trong phong thủy, cây lựu tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng, sung túc đủ đầy, giúp xua đuổi những cái điều không may và đem đến những điều, nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ ấy. Đấy, cây rất là đẹp. Hàng này nhà em thì là hàng đã dâm ủ rồi, và em có thể bao sống cho khách nhá. Có hai cái loại bao nhá, nó là thứ nhất là bao sống và thứ hai là bao quả ngon. Cây này cam kết các bác sau khi các bác trồng từ khoảng 3 đến 6 tháng là trên cây nó sẽ ra hoa và ra quả, và quả của nó quả ngon nhá. Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ. Các bác cứ đi ra chợ ấy, đi ra chợ mà mua đến khoảng 1 đến 2 tháng nữa đến mùa lựu ở bên Trung Quốc rồi đấy, thì các bạn ra ngoài chợ sẽ thấy người ta bán rất là nhiều lựu, và lựu ở bên Trung ấy là giống lựu ăn rất là ngon và ngọt. Ruột nó đỏ này, ăn cùi nó nhiều này, cùi nó dày mọng nước này, hạt thì rất là mềm. Đấy. Quả rất là ngon. Cây này em bán giá rất là bình dân, chỉ có 15 củ một cây thôi. Mà hàng nhà em là hàng dâm ủ kỹ nhá, em có thể bao sống cho khách nữa. Bao sống cho khách hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ. Hàng này bao sống luôn. Đây. Trên cây như cây này đi. Cây này trên cây có một vài quả thôi này. Các bác trồng mà muốn cây nó ra trái nó ngon ấy, nó đẹp ấy, thì các bác có thể là mua cái xốp về, các bác bọc cái quả nó vào thì cái quả nó sẽ được cái mã quả rất là đẹp. Đây là một vài quả bói ở trên cây nhá. Đấy, quay cho các bác xem đây. Trên cây nó có một vài quả bói này. Hoa đỏ, quả đỏ. Trong phong thủy những cái cây mà có cái lá mà nhỏ nhỏ này này, những cái cây lá nhỏ này, những cây mà lá của nó càng nhỏ thì nó càng có nguồn năng lượng dương rất là lớn. Đấy là những cái này là nó giúp xua đi âm khí và các thứ đấy, xua đi những cái, xua đuổi những điều không may ấy. Lá càng nhỏ thì có, nó sẽ thu hút được nguồn năng lượng tích cực lớn nhất nha. Lựu này là lựu nhập nhá các bạn nhá. Lựu ta của mình thì sẽ không có cái quả ngon như này đâu. Lựu này lựu nhập nhá. Và nhập ở đâu? Cụ thể là nhập Trung Quốc. Đấy là em có chia sẻ thẳng thắn và chân thành như thế. Nhiều nơi người ta bán ấy thì người ta sẽ bảo là nhập Ấn Độ này, rồi là nhập Thái Lan là có thể loại ấy. Nhưng mà nó thật là không có nhập Ấn Độ đâu, chỉ là cái giống của nó, cái giống này là giống lựu Ấn Độ thôi, nhưng mà được trồng tại Trung Quốc, chứ nó không phải là nhập từ nguyên công từ bên Ấn sang Việt Nam mình đâu. Nếu mà nhập từ Ấn Độ sang thì nó không bao giờ có cái giá 15 triệu, cái giá của nó phải tầm chục triệu, tiền chục trở lên, tức là tầm 20-30 triệu đến 50 triệu đến 100 triệu cơ. Chỉ có nhập từ Trung Quốc thì nó mới được giá thành rẻ như này, thậm chí nó còn rẻ hơn cả các cây trồng ăn quả trong nước cơ. Những cái cây nội địa của Việt Nam mình mà cây mà gốc to như này ấy, như cây xoài, mít xoài, dưa lê, táo ổi thôi, mà một gốc to này thì nó cũng tiền chục rồi. Một đây là một cây nhập khẩu nhá, nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam nhá. Qua cửa khẩu hải quan làm thủ tục với các thể loại, thằng về là còn dâm ủ, hao hụt, chết chóc, cẩu lên cẩu xuống. Mà giá cho các bạn, giá đến tay người tiêu dùng thì có 15 triệu một cây, quá là rẻ luôn. Vay gốc của nó tầm 60 đến 70. Đấy, các bạn nhìn cây rất là xanh tốt nhá, rất là xanh tốt. Ở vườn nhà em còn hơn chục cây thôi. Hơn chục cây nhá. Bác nào mua hàng, bác nào đang chuẩn bị về nhà mới mà mình cần set up biệt thự sân vườn thì các bác trồng cây này cực kỳ ok luôn. Cây này hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ và quả. Các bạn vừa, nó rất là nhiều công dụng nhá. Thứ nhất là cây phong thủy này. Thứ hai là cây này nó ra hoa rất là nhiều và rất là sai hoa, để các bạn vừa chơi được hoa. Sau khi hoa nó tàn thì nó ra quả, để các bạn chơi hết hoa xong các bạn lại chơi quả. Rất là đẹp luôn. Mà hoa quả của nó là hoa quả quanh năm nhá. Cây này là bác nào mà có tay nghề ấy, những cái cành ấy lên các bạn trồng một thời gian ổn định, nó ra lá nhiều rồi thì các bạn có thể uốn nó để uốn nó thành bonsai, các thế bonsai được nhá. Ruột đỏ không, ruột rất là đỏ, hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ nha mọi người nhá. Cái này nhà em bán hàng khách này, thứ nhất là bao sống, mà thứ hai là bảo hành giống trọn đời nhá. Bảo hành giống trọn đời tức là cái cây bán cho mọi người là cây có quả ngon, dòng lựu quả ngon nha các bạn nhá, chứ không phải là dòng lựu vớ vẩn. Nó không phải là lựu ta ở Việt Nam mình đâu. Lựu ta ở Việt Nam mình ăn thì nó sẽ hơi chua chua, hơi chua chua. Còn lựu này là lựu nhập nên là ăn quả nó rất là ngon. Nói chung là cái lựu tàu ở vùng Mông Tự ấy, bác nào đã đi Trung Quốc rồi các bác biết,
ở bên Mông Tự Trung Quốc. Cái này là bọn em khai thác ở bên Mông Tự về nhá. Các bạn cứ lên TikTok với các bạn đánh chữ lựu Mông Tự, có rất nhiều bạn bạn ấy đi du lịch bên Trung Quốc và các bạn được đến thăm vườn mẫu, vườn lựu vạn mẫu ở bên Mông Tự ấy. Mà các bạn ấy review đấy. Cái này là bọn em đánh ở bên Mông Tự về. Ở bên vùng trồng lựu nổi tiếng về đấy. Uốn được bonsai mà anh, uốn bonsai được mà. Đấy, cành non nó mới mọc lên đấy. Mình thuê thợ về mình vít thoải mái luôn. Cái Thủy chưa không ngủ mà nói nên thiên vậy. Em còn phải kiếm tiền anh. Đây, như cây này là cây đẹp này. Cây này nhà em là dâm ủ thoải mái rồi. Nên là bác nào mà đang cân nhắc mà chưa tìm được cây, một cái cây để mà trồng nhá. Để em vặt thử một quả xanh này cho các bác xem cái ruột nó có đỏ nhá. Quả là quả xanh này. Quả xanh này, cây này rất là nhiều quả luôn. À. Có cây này đẹp này. Cây này đẹp tán to lắm. Quả sai luôn mà đây là quả tại Việt Nam đây. Đây là một cây to nhá. Cái dòng cây to này. Có bác hỏi là trồng ở Việt Nam liệu ra quả không? Thì ở Việt Nam mình trồng. Đây là ở đây bọn em chỉ là duy trì sự sống cho cây thôi. Bọn em duy trì sự sống cho cây cho nên tức là bọn em chỉ quay bạt vào và ủ cát này thôi, tưới nước thôi. Cho nếu mà các bác về các bác hạ thổ dưới đất thì cây nó sẽ nhanh phát hơn và sẽ nhanh ra quả hơn và quả nó sẽ sai và đẹp hơn. Đây là những cái cây này là cây to này, hàng nhiều tiền hơn này thì quả nó rất là sai này các bác nhìn này. Cây này rất nhiều quả nha. Đây ví dụ như cây này này. Vừa rồi bác có một bác hỏi là về Việt Nam có ra quả hay không đây này. Như cây này này, nó đang rất là nhiều quả đây này. Đấy, mọi người thấy chưa? Trèo lên nhá. Quả đây. Đây là quả thực tế trên cây nhá. Đây, quả thực tế trên cây đây các bạn ơi. Các bác nhìn thấy nhá, cây nó rất là sai. Cây nó rất là sai. Cây nó ra quả rất là sai nhá mọi người nhá. Cây ổi này em, cây này cây lựu. L ưu lưu lặng lựu. Không biết phát âm chuẩn chưa? Và thử một quả này nhá, quả này là tao nắm tay này. Và thử nhá. Chết không con dao ở đây để bổ nhỉ. Ngọt rồi. Quả này chưa chín mà đã ngọt rồi này. Gần chín không? Quả này chưa chín mà đã ngọt rồi. Quả này vẫn là xanh nhá, quả này quả non nhá. Quả nó khi chín. Quả của nó khi chín thì cái vỏ quả nó khi chín nó sẽ to gấp đôi quả này nhá. Quả là giống lựu này, giống lựu quả rất là to. Khi chín thì quả nó sẽ to bằng cái bát ăn cơm nhá mọi người nhá. Khi chín quả sẽ to bằng cái bát ăn cơm. Ở đây là quả xanh này, ruột nó vẫn hơi trắng trắng này, nó hơi hồng rồi nhưng mà vẫn nó vẫn chưa phải là quả chín đâu. Nhưng mà ăn nó đang ngọt ở đấy, nó chưa, nó không chua một tí nào đâu. Ăn ngọt luôn. Ăn như này mà đã ngọt rồi, đến khi nó chín mà nó đỏ. Khi mà nó chín mà cái hạt nó chuyển sang đỏ ấy thì nó phải rất là ngọt luôn. Em phét quả đó, em thề luôn, em không nói phét câu nào. Không tin thì đến phi ngay ra đây. Ông nhà đẹp Vinhome nha. Vườn này nhà em gần Vinhome này, phi ngay ra đây. Thề luôn. Nói sai làm cờ hó luôn. Ăn rất là ngọt mọi người ơi. Ăn rất là ngọt luôn. Ngọt đấy. Em bán có 15 triệu một cây thôi. Để bỏ thử của bé này nhá. Quả bé này hạt nó to này rồi. Đây là quả bé nhá. Quả bé của kẹo ấy. Quả này thì chưa ăn được, nó vị nó nhạt. Cái lựu này này, quả nó xanh, ví dụ như quả này là rất là bé này. Nhưng mà nó không có vị chát hay của lựu mình đâu. Tức là quả bé như này thì ăn nó không ngọt nhưng mà nó không có vị chát, nó không ngọt nhưng nó không chát. Tức là quả khi nó xanh ấy. Ví dụ như quả lựu Việt Nam mình mà quả mà bé này thì ăn nó phải chua, nó chát phải sắt lưỡi mà. Nếu mà quả lựu của Việt Nam mình mà quả nó bé như này này mà mình ăn ấy thì nó phải chua sắt lưỡi mà. Nhưng mà cái giống lựu này của Trung rất là hay nhá, quả nó bé nó nhỏ này này thì hạt nó cũng là mẩy. Và ăn nó chỉ có vị nhạt nhạt của thều thều thôi. Nhạt nhạt thều thều, quả chín quả như quả này này nó to hơn này, ăn nó rất là ngọt.
Như quả này là ăn quả rất là ngọt luôn. Em mà nói sai nhá, em mà nói sai cây này mà không ngọt mà em bảo ngọt em làm cờ hó luôn. Em mà nói sai quả này, em mà nói sai em làm cờ hó luôn nha các bác. Ăn rất là ngọt quả và cây này rất là sai quả đấy mọi người nhá. Cam kết là như nào? Bảo hành cho các bác là bảo hành sớm. Bé vậy. Đây, bé, bé thế này mà hạt nó cũng mọng mà. Đây là quả bé, đây là quả bé nhá, quả này quả non. Nhưng mà quả hạt nó cũng rất là to này rồi này, hạt nó rất là to và mẩy. Hạt nó rất là to và mẩy. Này, chứ hạt nó không phải hạt bé đâu. Tức là tương lai của nó khi mà quả nó chín ấy thì nó rất là to nha mọi người nhá. Đây là quả non nha các bác nhá. Quả non mà ăn nó đã ngọt ngọt rồi đấy. Cây liệu là nhà em sẽ có cam kết với khách hàng như thế nào? Thứ nhất là bảo hành giống cho mọi người trọn đời. Cam kết với mọi người là quả của nó khi chín ruột nó sẽ màu đỏ, hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ. Bao sống cho khách hàng. Các bác mua cây về là bảo hành sống cho các bác 3 tháng. Tại vì cây nhà em đều là hàng dâm ủ đã ổn định rồi, ra lá hết rồi, bao sống 1 đổi 1 cho các bác luôn. Bao sống 1 đổi 1 cho các bác nhá. Bao sống 1 đổi 1 ạ. Và cam kết với các bác là các bác trồng cái liệu này về khi chín ổn định thì ruột quả nó sẽ là màu đỏ nhá, màu đỏ nhá. Đây là quả non. Quả non quả chưa chín. Chỉ có giống liệu ta mình ấy mà nó chua ấy. Cái này em bán 15, cái này em bán 15 triệu một cây ạ. Cam kết là ngọt nhá mọi người nhá, cam kết là quả rất là ngọt luôn. Quả rất là ngọt. Vừa rồi em ăn hai cái quả nó gọi là hai quả nhỏ. Hai cái quả nhỏ, một cái quả nó bằng hai, một cái quả nó bằng bằng hơn hai đầu ngón tay làm tím ấy, còn một quả bằng ba đầu ngón tay này. Em vừa đấy là vặt hai quả nhỏ trên cây nhá, mà nó đã ăn nó đã ngọt rồi đấy. Ăn nó đã ngọt rồi. Khi chín nó quả nó chuyển dần sang màu hồng. Cây nhỏ nhà em hàng này em không còn cây nhỏ, chỉ còn hàng to này thôi ạ. Còn hàng to nhá. Bác nào mua hàng thì inbox cho em ạ. Inbox vào số điện thoại của em là 0911451210 nhá. Em bán đồng giá là 15 củ một cây nhá. Đấy. Bác nào quan tâm thì inbox cho em xin phép tắt like đây.